Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ năm ngày 16 tháng 8. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra phòng chống cơn bão số 4 tại huyện Quế Châu và thành phố Hưng Yên. Các địa phương chủ động phòng chống cơn bão số 4. Người trồng nhãn Hưng Yên bác bỏ thông tin giá nhãn 3 đến 4.000 đồng/kg huyện tinh Lữ sát nhập tinh gọn một số cơ quan đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi 15 dự án chậm triển khai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 tại thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu. Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão lụt úng cho lúa cây ăn quả, đặc biệt là khu vực trồng nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xã Đông Kết, huyện Quái Châu. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, tín nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện và thành phố Hưng Yên cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bố trí nhân lực, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của mưa bão, chủ động tháo cạn nước trên các sông trục, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống úng, đổ gãy cho diện tích cây ăn quả. Riêng đối với các diện tích nhãn, cần chủ động thực hiện những biện pháp chống úng kịp thời không để ngập úng cục bộ, đẩy mạnh tuyên truyền nông dân không được thu hoạch nhãn non, nhãn chưa chín, chạy bão, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện chương trình xúc tiến kết nối với các doanh nghiệp, siêu thị, tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân được thuận lợi đồng thời đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã sản xuất nhãn đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng cao chất lượng chế biến, mẫu mã giá trị, thương hiệu của các sản phẩm từ nhãn, tích cực quảng bá nhãn của Hưng Yên đến với bạn bè trong nước, quốc tế để mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đến thăm hợp tác xã Nhãn Lồng Đễ Châu. Hợp tác xã hiện có gần 90 thành viên tham gia sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp do các thành viên cùng tích cực phối hợp tìm đầu ra cho sản phẩm, nên đến thời điểm này, mặc dù mới bước vào đầu vụ nhãn, nhưng hợp tác xã đã ký kết, hợp đồng và tiêu thụ được trên 10 tấn nhãn quả cho các doanh nghiệp lớn như Vingroup, An Việt, Vietnam Airlines với giá từ 25.000 đến 40.000 đồng một kg. Tự kiến đến hết vụ nhãn sẽ xuất bán được trên 300 tấn nhãn quả kiểm tra công tác phòng chống úng tại trạm bơm nghi xuyên huyện Quái châu đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trạm bơm phải thực hiện đúng chỉ đạo về phòng chống lụt bão úng của các cơ quan chức năng phân công cán bộ chuyên môn trực đảm bảo 24 trên 24 giờ để chủ động vận hành máy bơm tiêu úng kịp thời cho các vùng lúa trồng cây ăn quả khi có mưa lớn do so bão số 4 gây ra Đề phòng thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 4, huyện Mỹ Hào đã chủ động các phương án phòng chống ống ngập bằng việc tháo gạn nước canh mương. Mặc dù vậy, trên địa bàn thị trấn Bẩn Yên Nhân vẫn tiềm ẩn nguy cơ ống ngập cục bộ 3 điểm. Huyện Mỹ Hào có gần 4.100 hecta lúa mùa sẽ được đảm bảo không bị ống ngập do nước trên hệ thống sông Trục đã được công ty khai thác công trình thủy lợi huyện tháo cạn và bơm tiêu đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, tại khu vực thôn Phan Nhuế, thị trấn Vân Yên Nhân vẫn còn 3 điểm úng ngập cục bộ tại tuyến 1, tuyến 2 và phần diện tích đất thuộc Hapico, đoạn từ ngã tư chợ Bao Bì đến Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối. Bây giờ hiện tại mỗi một lần khi mưa nó ngập, nó ngập rồi nước cống đùn lên rác rưởi nó trôi nổi rất là bẩn và phải mất mấy ngày nó mới mới, mới, mới hết. Do vậy mà mỗi một lần mưa là ngoài cái vấn đề ngập nước ra thì còn cái vấn đề ngập nước đi lại khó khăn ra thì còn cả cái vấn đề tức là rác rửa rồi vệ sinh môi trường nó rất là ảnh hưởng. Đề nghị cấp trên là chỉnh trang lại vấn đề đường của chúng tôi. Hiện tại các anh đang nhìn mà đã ngập là nước thối ở cống rãnh đùn lên. Cho nên mọi người dân chúng tôi ô nhiễm môi trường, phát bệnh rất là nhiều. Nguyên nhân úng ngập cục bộ tại đây là do công tác giải phóng mặt bằng của dự án trình trang khu đô thị Văn Huế chậm, nhà đầu tư không thể thi công đường ống thoát nước. Trước nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 4, Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Động cùng các phòng, ban, xã, thị trấn và bà con nhân dân trên địa bàn chủ động nhiều biện pháp phòng chống nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra. Huyện chỉ đạo các ban ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão lũ trên sông Hồng, các trục sông nội đồng, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân, chủ động phòng tránh chuẩn bị đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ, đề phòng với mưa bão lũ trên sông. Ngay từ ngày 13 tháng 8 đến nay, tiến nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã cạn tháo tiêu nước đệm, đảm bảo chống ống chuyên để. Hiện tại các chân ruộng được tháo cạn, trục sông nội đồng bơm tút còn 1,3 đến 1,8 mét chờ tồn nước. Cùng với đó, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã khẩn trương thu hoạch diện tích hoa màu, cây ăn quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 4 gây ra. Từ mấy ngày nay, huyện Văn Sang chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tháo gạn nước trên hệ thống sông trục, các cây mương nội đồng ở mức thấp nhất, phòng chống úng ngập do mưa bão gây ra. Với một số vườn trồng hoa cây cảnh thấp có nguy cơ ngập úng cục bộ đã được các nhà vườn chủ động di chuyển hoặc kê đưa lên cao cùng với đó huyện yêu cầu các xã tuyên truyền khuyến cáo bà con tập trung thu hoạch những diện tích rau màu ngắn ngày đến kỳ thu hoạch đồng thời khoanh vùng khu ruộng trũng có kế hoạch chống úng khi có mưa lớn huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó khi cần thiết công ty khai thác công trình thủy lợi huyện sẵn sàng vận hành các trạm bơm chống úng nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất do ảnh hưởng của mưa bão gây ra Sau khi xác định vùng ảnh hưởng của cơn bão số 4, huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Để bảo vệ hơn 300 hecta sao màu, 3.000 hecta lúa vụ mùa trước ảnh hưởng của bão, nhân dân và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống tiêu nước đệm tại các chân ruộng. Các trạm bơm liên tục bơm gạn nước nội đồng, tung trục, đặc biệt là tại các điểm trọng yếu, vùng trũng thuộc khu vực Trạm Bơm, Văn Phú, Thanh Khê. Đồng thời hoàn thành công tác khắc phục sự cố sạt lở kè, Trạm Bơm Lương Tài do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Mời quý vị và các bạn theo dõi công điện khẩn của Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, điện các thành viên Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, công ty Điện lực Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên, báo Hưng Yên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện một số nội dung sau. 1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 03 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kế hoạch số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Các phương án trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão lũ trên sông Hồng, sông Luộc, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, chỉ huy hậu cần, nhân lực, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để phòng với mưa bão lũ trên sông. Kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản, an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các trọng điểm sung yếu, các sự cố do đợt mưa kéo dài trước chưa khắc phục được. Trong đó lưu ý sự cố cống xả trạm bơm Linh Nghĩa, Nghi Xuyên, sự cố nứt đê tại xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu, chuẩn bị lực lượng vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm sung yếu và sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, chủ động gạn tháo tiêu thoát nước đệm đảm bảo trung ống triệt để, kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết bị máy bơm, cửa cống, khả năng tiêu thoát nước của hệ thống sông trục, sẵn sàng các điều kiện để kịp thời bơm tiêu thoát úng, đặc biệt khu vực chuyên canh nhãn và khu đô thị, khu dân cư. Tăng cường công tác trực ban, điều hành hệ thống trạm bơm, kịp thời chỉ đạo bơm tiêu úng. 3. Chủ tịch UBND các huyện thành phố chỉ đạo hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền trên sông, neo giữ lồng bè nuôi thả cá, chằng chống nhà cửa, kho tàng, biển quảng cáo, chặt tỉa cành cây, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, đặc biệt là trụ sở cơ quan, trường lớp học hoặc cơ sở y tế đã xuống cấp có khả năng rột nát, tốc mái, tranh thủ thu hoạch hoa màu, cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn đang trong thời kỳ thu hoạch có biện pháp chống tràn bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản. Phối hợp với Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh bố trí lực lượng canh giữ trên toàn tuyến đê sông Hồng, sông Luộc. Thực hiện nghiêm việc cấm các loại xe đi trên đê theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 294 ngày 1 tháng 8 năm 2018. 4 Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra an toàn hệ thống điện, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cấp điện 24 trên 24 giờ, xử lý kịp thời các sự cố về điện. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên kiểm tra cắt tỉa cành, chống giữ bảo vệ cây đô thị, cột điện, dọn thoáng hành lang điện, cáp quang. Khơi thoáng, hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước thuận lợi khi có mưa lớn xảy ra. 6. Đài phát thanh truyền hình báo Hưng Yên các phương tiện truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão, mưa lũ để người dân, các tổ chức doanh nghiệp biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, tăng cường theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn, lũ và tình hình ngập úng. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và thường xuyên báo cáo về văn phòng Ban Chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 2310 về việc làm rõ thông tin không chính xác về nhãn lồng Hưng Yên. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính của công văn này. Kính gửi ban biên tập báo điện tử dân trí, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất canh tác và đời sống người nông dân. Bên cạnh việc chỉ đạo nâng cao chất lượng nông sản, trong đó có quả nhãn, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn nông sản của tỉnh và đã đạt kết quả rất tích cực. Tiêu biểu, ngày 12 tháng 8 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018 với sự tham gia của 21 doanh nghiệp, tập đoàn, công ty trong nước và 58 thương nhân Trung Quốc chuyên kinh doanh phân phối, xuất nhập khẩu rau quả, nông sản. Tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ nhãn giữa doanh nghiệp, thương nhân, phân phối với các hợp tác xã, trang trại, nhà vườn, trồng nhãn của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, cắt băng xuất hành nhãn lồng Hưng Yên xuất khẩu đi Trung Quốc, Mỹ và bán vào các siêu thị Big C, Mắc, phục vụ trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Ngoài ra, có rất nhiều doanh nghiệp phân phối, siêu thị trực tiếp ký kết hợp đồng tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên, đặc biệt là với các hợp tác xã, trang trại, nhà vườn đã được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình Việt Gáp với mức giá ổn định trong cả niên vụ nhãn năm 2018, dao động tại cửa vườn từ 27 đến 35 000 đồng/kg cắt xuống, cắt để cải chùm quả với giống nhãn hương chi. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, tại siêu thị Big Thăng Long số 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giới, Hà Nội, cũng đang bán nhãn hương yên giống nhãn hương chi với mức giá 35.000 đồng một kg. Với nhãn T6, T1 hoặc đường phèn, hiện giá bán tại cửa vườn đang dao động từ 70.000 đến 110.000 đồng một kg. Nhưng các hợp tác xã không còn bán ra ngoài vì các thương lái đã đặt tiền trước bao tiêu từ đầu vụ. Tuy nhiên, 8 giờ 57 phút thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, báo điện tử dân trí đã đăng bài viết 3.000 đồng một kg người trồng nhãn Hưng Yên chán chẳng buồn bẻ của tác giả Thế Hưng đã có nhiều thông tin không chính xác về nhãn Hưng Yên, đặc biệt là thông tin về giá bán nhãn Hưng Yên Mọi năm giá nhãn to, ngon cũng đã 18.000 đồng kg, vậy mà nay chỉ 8.000 đồng kg. Bị đắt hơn, nhãn cây loại nhỏ hơn chỉ 3-4.000 đồng 1 kg. Nhiều nhà vườn chán chẳng buồn bẻ vì thuê người bẻ còn lỗ. Việc đưa thông tin không chính xác như trên vừa đi ngược lại chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ, vừa trực tiếp gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho việc tiêu thụ nhãn Hưng Yên. Đặc biệt, người nông dân Một Nắng Hai Sương trồng nhãn Hương Yên rất không đồng tình với thông tin không chính xác nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hương Yên đề nghị quý ban biên tập kiểm tra lại thông tin bài viết tác giả, đồng thời kính mời ban biên tập báo trực tiếp gặp gỡ người dân trồng nhãn tại những địa điểm báo phản ánh để kiểm tra thực tế. Qua đó, kịp thời có những thông tin đính chính đối với nội dung không chính xác nêu trên và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẵn sàng phối hợp với quý ban biên tập để thông tin chính xác đầy đủ về nhãn Hưng Yên năm 2018 nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin của quý báo vừa thiết thực góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên nói riêng và nông sản của tỉnh Hưng Yên nói chung. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Quang. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm bà con nông dân trên địa bàn tỉnh ta tập trung thu hoạch nhãn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên một số trang báo xuất hiện thông tin giá nhãn Hưng Yên bán với giá từ 3 đến 4.000 đồng một kg. Trước thông tin trên, nhóm phóng viên chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế tại các hộ trồng nhãn trên địa bàn tỉnh gia đình ông Đặng Văn Tây, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam trồng trên một mẫu nhãn to so được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên nhãn cho quả sai mẫu mã đẹp. Ước vụ nhãn năm 2018 này, gia đình ông thu gần 7 tấn quả. Ông Tây cho biết, mong tu tỉnh ta được mua nhãn với sản lượng lớn nhưng gia đình ông vẫn bán được giá cao. Tôi cũng bất ngờ vì nhận được cái thông tin là nhãn 3 đến 5.000 một cân. Thực tế đối với gia đình nhà tôi Nhãn thấp nhất là bán giá 25.000 một cân mà cao nhất như loại nhãn này là chúng tôi bán 55.000 một cân. Về chất lượng sản phẩm nó thực hiện là có cái vật trội cho nên đối với những người tiêu dùng người ta rất tinh người ta vẫn mua với cái giá là tiền nào của đấy không bao giờ có rẻ được. À, với giá nhãn ngon à, thì chúng tôi vẫn bán cái giá từ 55 đến -60 60.000 cân. Nhờ áp dụng tiêu chuẩn Việt gáp vào canh tác giá trị nhãn trồng tại tỉnh Tà đã được nâng lên rất nhiều mua nhãn các thương lái về đến tận vườn để mua hoặc các hợp tác xã đại diện ký bao tiêu sản phẩm nên người dân không còn phải lo khâu tiêu thụ nhãn như trước đây. Năm 2018 này, ước sản lượng nhãn toàn tỉnh lên tới gần 40.000 tấn. Mặc dù sản lượng nhãn lớn, sau những ngày này, bà con nhân dân thu hoạch đến đâu vẫn được thu mua ngay đến đó. Ban đầu tôi tưởng là sai thì được mua rút giá nhưng giá thì như thế này tôi thấy vẫn ổn định. giá bán là 18 20. Tôi thấy ở Hưng Yên mình không có giá nhãn rẻ. Ở cái dạng 3 4 000 đồng thì không có. Hợp tác xã chúng tôi tiêu thụ giúp bà con nông dân. Thì đấy như thực tế đây là bà con cũng đang làm và đang mang nhãn lên cân đều ở cái giá 18 đến 25 000 một cân. Chúng tôi vẫn tin tưởng là cái nhãn của Hưng Yên chúng tôi vẫn là một trong những nhãn là hiệu quả kinh tế cao nhất so với các tỉnh bạn mà bà con chúng, nông dân chúng tôi rất là phấn khởi thu hoạch nhãn. Năm nay chúng tôi nghĩ rằng được mùa nhưng không rớt giá. Hiện nhãn chính phủ bắt đầu cho thu hoạch và các thương lái vẫn tiếp tục đến tham quan, tìm hiểu và ký kết thu mua nhãn xuất khẩu đi thị trường trong và ngoài nước, đại diện các hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nhãn khẳng định việc tiêu thụ nhãn vẫn diễn ra thuận lợi, giá bán không xuống thấp như một số thông tin nêu gây khó khăn cho người nông dân. Một số loại nhãn mã xấu quả nhỏ tung để làm long cũng có giá trên dưới 10.000 đồng một kg. Thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các kế hoạch của tỉnh ủy, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tiên Lữ đã tiến hành tinh giản và sát nhập tinh gọn nâng cao chất lượng hoạt động của một số cơ quan đơn vị. Thực hiện quyết định số 1735 ngày 31 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tiên Lữ đã tinh giản biên chế 3 công chức viên chức ở các xã An Viên Đức Thắng, tiến hành sắp nhập trường tiểu học Đức Thắng và trường trung học cơ sở Đức Thắng thành trường tiểu học và trung học cơ sở Đức Thắng từ ngày mùng 1 tháng 8. Hiện huyện cũng đang thực hiện chuyển chức năng nhiệm vụ và viên chức y tế học đường của các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở công lập về trạm y tế xã thị trấn quản lý. Từ nay đến cuối năm 2018 sẽ tiến hành sắp nhập trường trung học cơ sở Tiên Lữ và trường trung học cơ sở Thị Trấn Vương, sắp nhập trường Mầm Non 19 tháng 8 và Mầm Non Thị Trấn Vương. là một trong những doanh nghiệp FDI có số lượng đoàn viên công đoàn lớn, nhiều năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam tại khu công nghiệp Phố Nối A không chỉ tích cực góp phần nâng cao sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách cho tỉnh mà còn luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, hiệu quả, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi và quan tâm hỗ trợ đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa để cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam có gần 1.200 lao động tham gia tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn công ty luôn tích cực xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Tham mưu với Ban Giám đốc xây dựng và ký kế kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, xây dựng thang bảng lương theo quy định, đảm bảo người lao động làm việc ổn định 8 giờ một ngày với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một ngày một tháng. Mọi chế độ làm việc, nghỉ ngơi, tham gia bảo hiểm, tăng lương thưởng vào các ngày lễ Tết cho người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ. Với tỷ lệ nữ chiếm hơn 90% lao động, công ty còn có các chế độ ưu đãi riêng với chị em trong thời kỳ mang thai và con nhỏ, như khám sức khỏe định kỳ, bố trí công việc hợp lý, hỗ trợ 150.000 đồng một tháng, tổ chức ăn trưa, đảm bảo dinh dưỡng. Ngoài ra, công ty còn có những chính sách khuyến khích thưởng cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để công nhân yên tâm làm việc và gắn bó với công ty. Do chậm triển khai theo quy định, 15 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi. Trong đó, huyện Kim Động có 5 dự án là nhà máy cơ khí nhựa Việt Nhật, nhà máy sản xuất bao bì và gia công giấy, nhà máy sản xuất nội thất xây dựng, nhà máy sản xuất bao bì Việt Huy ở xã Chính Nghĩa, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, thị trấn Lương Bằng. Huyện Văn Lâm có 4 dự án là dự án chế biến nông lâm sản Hiệp Pháp, xã Chỉ Đạo, nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng Xuân Hiếu và khu liên hiệp công nghiệp Sekundin ở xã Trương Trắc, khu dịch vụ giải trí Sakura xã Lạc Hồng huyện Mỹ Hào có hai dự án là nhà máy sản xuất sợi polyester ở xã Ngọc Lâm, xưởng chế biến nông sản Thành Sơn ở xã Phùng Trí Kiên, Bạch Sam. Huyện Yên Mỹ có dự án khu sinh thái Kim Ngân ở xã Yên Phú, Đồng Than. Huyện Khoái Châu có dự án khách sạn phương Bắc ở xã Dân Tiến. Huyện Phù Cừ có dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn sống ở xã Tiên Tiến. Thành phố Hưng Yên có dự án siêu thị vật liệu xây dựng, đại lý ô tô sản xuất chậu sửa bồn nước. Các dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ những năm 2008 đến năm 2014, nhưng đến nay không triển khai, không liên hệ với địa phương hoặc chưa làm thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Sau khi thu hồi các dự án này, tỉnh sẽ giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực, nhu cầu thay thế. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thực sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hưng Yên tập trung thu hoạch và tiêu thụ nhãn. Huyện Tiên Lữ có nhiều xã phát triển nghề làm long nhãn. Gia đình anh Nguyễn Văn Đại ở làng nghề miến rong lại trạch sẽ Yên Phú huyện Yên Mỹ có phần phát triển thương hiệu làng nghề. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.